Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video tư vấn du học Hàn Quốc cùng Zila. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu thêm một chủ đề, đó là du học thạc sĩ tại Hàn Quốc, hay còn gọi là visa D23. Đầu tiên mình sẽ nói đến là kỳ nhập học của các trường. Thì kỳ nhập học đối với cái hệ thạc sĩ bên Hàn Quốc sẽ có hai kỳ, đó là kỳ tháng 3 và kỳ tháng 9. Về cái timeline mà nộp hồ sơ cho các trường á, thì chị khuyên các bạn là các bạn nên chủ động lên website của các trường đại học để tham khảo các kỳ trước á, là trường sẽ nhận hồ sơ vào khoảng thời gian nào, để các bạn sẽ canh và để chuẩn bị hồ sơ tốt hơn cho mình nha. Rồi, thứ hai là về năng lực ngoại ngữ. Thì hệ thạc sĩ á, thì các trường đại học bên Hàn Quốc á, thì sẽ có là chương trình đào tạo bằng tiếng Hàn hoặc là chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Thì đối với tiếng Hàn á, thì các trường á, sẽ có yêu cầu là từ TOEIC 3 hoặc là TOEIC 4 trở lên. Thì các bạn cần phải tham khảo kỹ là cái chuyên ngành mà các bạn lựa chọn ở cái trường đại học đó yêu cầu là bằng TOEIC mấy, để các bạn chuẩn bị hồ sơ tốt hơn. Rồi tiếp theo là đối với hệ là học bằng chương trình tiếng Anh, thì thường là các trường sẽ yêu cầu là IELTS 6 chấm hoặc là 5.5 trở lên. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý là đối với ngành học bằng chương trình tiếng Anh thì sẽ hạn chế một số trường đại học hoặc là hạn chế chuyên ngành các bạn lựa chọn. Rồi tiếp theo là chị sẽ nói đến về chuẩn bị hồ sơ khi mà các bạn nộp hồ sơ sang trường. Thì như lúc nãy chị cũng có nói là các bạn nên chủ động lên website của trường để tìm hiểu xem coi thử là các kỳ trước đó là trường sẽ yêu cầu là chuẩn bị những hồ sơ như thế nào, để các bạn cần phải chuẩn bị kỹ trước. Và cái thời gian mà giống như là công chứng hồ sơ này hoặc là chứng minh tài chính, sổ tiết kiệm cần như thế nào thì các bạn cần phải lên trên website của trường để đọc kỹ về cái phần điều kiện hồ sơ của trường, để giống như là thuận lợi cho các bạn khi mà nộp hồ sơ sang trường nha. Tiếp theo, khi mà các bạn được trường nhận, đóng tiền học phí và trường gửi thư mời về cho các bạn, thì các bạn sẽ cần phải là chuẩn bị hồ sơ để nộp hồ sơ xin visa ở lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán. Thì đối với về mặt hồ sơ là các bạn cần phải chủ động là lên website của đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán để chuẩn bị những hồ sơ mà lãnh sự quán, đại sứ quán yêu cầu. Và trong về cái phần mà hồ sơ là các bạn cần phải chú ý về phần là chứng minh tài chính. Thì đối với cái chương trình thạc sĩ thì lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán sẽ yêu cầu là sổ tiết kiệm sẽ đứng tên bạn hoặc là bố mẹ, và yêu cầu là sổ là 20.000 đô và sẽ gửi được là kỳ hạn hoặc 3 hoặc là 6 tháng tùy theo đại sứ quán hoặc là lãnh sứ quán quy định nha các bạn nha. Rồi, chị sẽ lưu ý một cái vấn đề này đối với các bạn khi mà các bạn đăng ký là du học hệ thạc sĩ tại Hàn Quốc. Tại vì có một số bạn là sẽ có mong muốn là đăng ký là trái chuyên ngành đại học khi mà các bạn học ở Việt Nam này, thì một số trường đại học ở bên Hàn Quốc á, là sẽ chấp nhận là các bạn có thể học trái chuyên ngành, nhưng mà một số trường thì sẽ không được là học trái chuyên ngành. Nên khi mà các bạn nộp hồ sơ qua trường á, thì các bạn cần phải là đọc kỹ yêu cầu của trường nha các bạn nha. Rồi, nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể là bình luận dưới video này, và đừng quên subscribe kênh Zila nhé.